tất cả nhân loại chúng ta là chiếc thân của Thượng Đế, nên nhớ nha. Nhưng mà cái chiếc thân này nó phải thanh lọc cho kỹ lưỡng rồi mới nhặt trở lại thể với cha được, thì chúng ta mới sống một cách hòa nhã cho nó. Có câu chuyện có ông thầy ông giảng, hỏi thằng sắp bị tử hình ở bên Singapore, có 3 ngày anh niệm Phật A Di Đà Phật, cái nó tâm bất loạn hay đầu óc điên loạn của ông chừng lại sợ chết á, rồi cái tự nhiên thành Phật. Con có nghĩ ra cái chuyện dễ vậy không? Mới ngày hôm kia qua nó đi giết người, nó bán xì ke, gửi vô tù, cái còn có 3 ngày nó lên ghế điện, cái nó niệm Phật, cái nó thành Phật. Mấy ông thầy mấy ông hay giảng vậy đó, chuyện đó không bao giờ có. Rồi mấy bác Việt Nam mình khắp thế giới không có chịu ngồi thiền, cũng chẳng có chịu biết Thượng Đế là ai, gặp con Thượng Đế thì xỉa xói, nói thằng khùng này khùng kia, tâm còn sân si. Mà đụng chút mới nói ồ tôi cứ theo ngài Ngộ Không, ngài Tịnh Không, tôi A Di Đà Phật là tôi về với Phật A Di Đà, cũng là nói láo luôn, lấy gì làm bằng chứng. Sư phụ là người cõi trời, chưa bao giờ có xảy ra chuyện đó. Cả mấy ông hòa thượng mà quen với hộ mà đơn Phật giáo, mấy ông cũng nói cái đó là chỉ là trò mỹ thôi, không có thiệt. Muốn thành Phật cái con phải sống hạnh phúc với gia đình, phải tốt với chồng, tốt với con, có hiếu cha mẹ,